Xin chào anh chị. Đây là video trong series video Cẩm nang tuyển dụng thành công được xây dựng bởi Big Family nhằm giúp nhà quản lý trong ngành bảo hiểm giải quyết được những tình huống khó khăn khi tuyển dụng ứng viên tiềm năng. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tình huống số 1 nhé anh chị. Nội dung của tình huống này là minh bạch thông tin trong tuyển dụng. Hai từ minh bạch đối với ngành khác thì không sao, nhưng đối với ngành bảo hiểm thật sự là không hề dễ dàng. Vì bảo hiểm là dịch vụ vô hình và đã trải qua hơn 400 năm lịch sử hoạt động. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu vì sao câu chuyện minh bạch trong tuyển dụng lại khó khăn như vậy trong ngành bảo hiểm nhé anh chị. Mỗi nhà quản lý, khi quyết định làm việc lâu dài trong ngành bảo hiểm, đều hiểu rõ vai trò của mình đang làm chủ doanh nghiệp của chính mình, nhà quản lý đứng trên vai người khổng lồ là công ty bảo hiểm. Sử dụng tài nguyên của công ty bảo hiểm để xây dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Chính vì vậy mà hàng ngày nhà quản lý luôn chú trọng vấn đề tuyển dụng ứng viên. Nhà quản lý không ngại đầu tư chi phí cho việc tuyển dụng như chi phí mời ứng viên cà phê, mời tham dự hội nghị, dành thời gian để giải thích về công việc và thuyết phục ứng viên. Nhưng thật không may, đa số ứng viên đều hững hờ. Vậy làm thế nào để có thể giải bài toán tuyển dụng khó khăn này đây? Anh chị hãy cùng Big Family tìm hiểu lý do tại sao nhé. Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ ứng viên hiện nay họ cần gì trước khi quyết định tham gia vào một cơ hội nghề nghiệp. Và đặc biệt là ngành bảo hiểm, một ngành mà đa số ứng viên đều e ngại. Đa số ứng viên đều quan tâm về người quản lý trực tiếp của họ. Họ cần biết anh chị là ai, phong cách làm việc như thế nào, vì trong ngành bảo hiểm, nhà quản lý không chỉ là một nhà lãnh đạo, mà còn sẽ là người thầy của họ. Họ cần hiểu hơn về công ty bảo hiểm, quy mô công ty, lịch sử công ty. Ứng viên cần biết công việc họ sẽ làm là gì? Là tư vấn tài chính? Là đưa ra một giải pháp cho một nhu cầu bảo vệ? Cuối cùng, ứng viên cần biết họ sẽ bán sản phẩm gì? Là bảo hiểm đấy thôi, vậy bảo hiểm là gì? Thật khó để diễn tả cùng lúc tất cả các vấn đề này phải không anh chị? Chúng ta phải làm sao để hài lòng ứng viên trong thời đại số bây giờ? Thực sự là, ứng viên của chúng ta đã không còn giống như chúng ta của trước đây, họ cần nhiều thông tin hơn, họ cần biết chính xác hơn và đầy đủ hơn trước khi đưa ra quyết định. Vì thị trường đang ngày càng cạnh tranh và buộc anh chị phải thay đổi mới có thể tuyển dụng thành công. Hãy cùng Big Family khám phá một giải pháp tuyển dụng và quản lý ứng viên hiệu quả trong thời đại số anh chị nhé. Đó là sử dụng danh thiếp tuyển dụng đại lý bảo hiểm trực tuyến. Thông qua danh thiếp tuyển dụng đại lý bảo hiểm trực tuyến của chúng tôi, anh chị sẽ có một chân dung chuyên nghiệp của nhà quản lý. Ứng viên sẽ biết rõ anh chị là ai, phong cách như thế nào. Thông qua phần giới thiệu chung về nhà quản lý, phương châm làm việc và nhật ký tuyển dụng. Đây là cuốn nhật ký vàng để anh chị ghi chép tình hình tuyển dụng và hoạt động đội nhóm vào đây định kỳ hàng tuần. Tại cuốn nhật ký này, ứng viên sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa công ty và văn hóa đội nhóm, các sự kiện lớn, các chương trình đào tạo định kỳ, anh chị tải lên đều đặn tại đây. Sẽ tạo nên một sức hút lớn đối với ứng viên của mình. Công việc là làm gì, làm như thế nào? Ứng viên sẽ xem thật kỹ tại phần mô tả công việc. Đây là phần giới thiệu và yêu cầu mà anh chị cung cấp đầy đủ cho ứng viên của mình, để giúp họ hiểu rõ về ý nghĩa và giá trị thực sự của bảo hiểm. Sản phẩm sẽ bán là gì, chi tiết như thế nào, làm sao để tư vấn. Đây là phần sản phẩm, tất cả sản phẩm. Đầy đủ thông tin để ứng viên thấy rõ những giải pháp mà họ sẽ trao cho khách hàng, sẽ tư vấn theo nhu cầu của khách hàng. Họ sẽ thấy được tổng quan một thị trường bảo hiểm quy mô, một thị trường đa dạng giải pháp bảo vệ và họ biết rằng khách hàng rất cần một người tư vấn để mang đến giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Công ty bảo hiểm ở đâu? Quy mô và giới thiệu về công ty.
có các video giới thiệu công ty, bài viết về công ty, các giá trị mà công ty đã mang đến cho cộng đồng, giúp ứng viên tự tin hơn để ứng tuyển công việc. Và đồng thời, cũng giúp anh chị tự tin hơn khi tuyển dụng ứng viên chất lượng. Thông qua danh thiếp tuyển dụng đại lý bảo hiểm trực tuyến, anh chị sẽ tự tin hơn trong vấn đề tuyển dụng của mình. Vì anh chị đã có thương hiệu chuyên nghiệp, có danh thiếp điện tử để ứng viên tiếp cận và xác nhận thông tin nhanh chóng. Có nhiều ứng viên để rồi được chọn lọc ứng viên chất lượng, như vậy, đội nhóm của anh chị mới mạnh được, anh chị mới có thể thành công được. Chúc anh chị luôn luôn là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp và là nơi mà ứng viên trao gửi niềm tin. Khi họ bước vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xin được hẹn anh chị trong các video sau. Cảm ơn anh chị đã xem cẩm nang này của Big Family. Xin chào anh chị.